Rồi, thì khi mở giao diện lên thì mọi người sẽ thấy đây nó sẽ có bốn cái tiêu điểm này. Mọi người thấy không? Bốn cái tiêu điểm này là tương đương với bốn cái mặt đứng này này. Nhìn vào công trình này. Mọi người thấy không? Đây này. Các bạn có thể về mặt bằng này, các bạn click đúp vào cái mũi tên này này. Này. Thì đây là nó nhìn, đây là mặt đứng hướng đông. Đúng không? Nhìn vào thì nó đang có level tầng 1, tầng 2. Đúng chưa? Còn khi mà chúng ta làm ví dụ như là chúng ta muốn dựng cái mô hình này chẳng hạn, thì đầu tiên là chúng ta dựng lại mô hình này thì chúng ta sẽ vào cái gì? Bình thường các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ vẽ trên mặt bằng đúng không? Nhưng ở trong Revit ấy, thường thì chúng ta sẽ phải tạo cao 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 độ trước vì cái liên quan đến chiều cao tầng ấy. Ví dụ như đây. Đây. Bây giờ chúng ta muốn tạo cái chiều cao tầng này thì chúng ta sẽ chọn, nó cho sẵn chúng ta hai cái level này đúng không? Ví dụ chọn vào đây. Chọn vào level này. Tôi sửa đây là tầng 1. Tầng 1. Ok. Ví dụ như nó hiện ra này là các bạn muốn thay đổi không? Nếu mà không muốn nó nhắc lại nữa thì các bạn tích vào đây này. Lần sau nó không hỏi lại nữa. Được nha. Yes. Tầng 1. Tiếp tục đây là tầng 2. Tầng 2. Nha. Và chiều cao tầng là bao nhiêu? Thì ví dụ như tôi chọn đây, tôi sẽ về một cái mặt đứng nào đấy chẳng hạn. Này. Các bạn sẽ thấy đây là bao nhiêu? 3 mét rưỡi, 3 mét 3 và 4 mét 1. Đúng không? Sân vườn 450. Ví dụ như đây, 3 mét rưỡi. Đây. Thì các bạn thể chọn đây, các bạn nhập vào đây này. Ở đây là 3500 này. Thấy không? Thế này 3500. Và ví dụ mình muốn tạo thêm cho nó thì mình vào Architecture này. Thì ở đây nó sẽ có phần là gì? Level đây. Chọn vào level này. Mọi người sẽ thấy đây nó bắt điểm này. Mọi người thấy bắt điểm không? Đưa chuột lại, mình click một điểm này, mình kéo qua bên này này. Thì nó sẽ là tầng 3. Và tiếp tục chọn đây. Thì nó sẽ là tầng 4. Đấy nha, tiếp tục. Nó sẽ là tầng 5. Vấn đề ở đây ấy, tôi chưa bảo các bạn copy hay là dùng các lệnh khác ấy, vì sau này copy trong Revit nó sẽ có mang tính chất khác ấy. Là ví dụ như sau này các tầng điển hình thì mình mới copy hay mình mới array, vì cái này mình chỉ tạo một lần thôi nên là việc các bạn không cần phải là nhanh đấy nhá, mà nó là cần chính xác. Thì ở đây việc mà để chúng ta nhập cái thông số ở đây, ví dụ như 3 mét 3 chọn đây, các bạn có thể ấn dấu bằng này, 3500 này, cộng 33 3 mét 3 như này thì nó sẽ là 6 mét 8 đó. Và các bạn chọn một đối tượng thì nó có cái kích thước ở đây này, còn thấy không? Thì tôi nhập ở đây là bao nhiêu, 4100 này. Đây thì cái này sẽ nhảy theo nhỉ, đúng không? Ví dụ tôi chọn đây là mái hả? Ok. Còn ví dụ như đây tôi sửa đây là sân vườn. Sân vườn. Đấy nha. Thì chọn vào đây thì mình sẽ nhập vào đây là trừ 450. Đây. Thì nó tự động nó sẽ xuống. Có nghĩa là cái cao độ này nó đang lấy theo cái cốt 00 ấy. Đấy nha. Mặc định ở đây thì mọi người sẽ thấy ở đây. Đó, thì đây là chúng ta đã tạo được. Còn nếu mà chúng ta muốn dim để kiểm tra ấy, thì các bạn sẽ nhìn bên trên này nó có cái dim này, align, DI, lại tắt này đi, chọn đây. Thì các bạn chọn đối tượng, chọn đây, chọn đây, chọn đây, dim như DCO ấy, nó két ấy. Thì mình sẽ kích ra cái phần trắng ấy, không kích vào đây nữa mà kích ra cái phần này này, click vào đây thì nó sẽ giữ lại đây. Các thấy không? Thì đây là cách mà tôi tạo level, thì các bạn sẽ thấy bên này nó sẽ ra được là floor plan, nó gồm mặt bằng tầng 1, tầng 2, tầng 3. Mọi người hiểu không nhỉ? Rồi, thì bây giờ mọi người tạo cho tôi cái này trước đi.